cửa ngõ nối liền các tỉnh miền Tây với thành phố Hồ Chí Minh, các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt. Điều này đặt ra không ít thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Bán nước, uống một chị nhân viên bán thôi, rồi uống nước, bắt đầu quan hệ rồi giết người cướp tài sản. Thực hiện kế hoạch đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn hoạt động băng nhóm tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với công an địa phương và chính quyền đưa ra nhiều giải pháp trấn áp và kiên quyết xử lý tội phạm. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là cần nhanh chóng xử lý, ngăn chặn ngay từ đầu các hoạt động băng nhóm gây mất an ninh trật tự khi phát hiện hoặc nhận được tin báo của người dân. Trước tiên là cái công tác nắm tình hình. Chúng ta nắm chắc tình hình thì không để bị động bất ngờ, và chúng ta sẽ xử lý những thông tin để chúng ta là giải quyết kịp thời để các cái vụ việc xảy ra. Cái thứ hai là công tác phối hợp giữa các địa phương. Chúng ta phải thường xuyên phối hợp để chúng ta là kịp thời giải quyết các vụ án, nhất là các vụ án là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đấu tranh với tội phạm trên đường bộ qua tuyến quốc lộ đã khó, Long An còn có tuyến giao thông thủy nội địa phức tạp, hệ thống kênh rạch chằng chịt, một số tuyến sông lớn trên địa bàn tỉnh giáp ranh với các tỉnh khác như Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và tuyến đường thủy nối liền các tỉnh miền Tây. Lợi dụng đặc thù này, đối tượng hoạt động vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép luôn tìm mọi cách để qua mặt lực lượng chức năng. Mới đây, trong thời điểm ra quân kiểm tra, nhiều đối tượng cát tặc và phương tiện đã không kịp trở tay bị khống chế. Những xà lan khủng được cát tặc huy động sử dụng khai thác cát trái phép trên khu vực sông Vàm Cỏ Đông cũng đã bị tạm giữ. Qua đó đã phần nào lặp lại tình trạng mất an ninh, an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông cũng có cái phương án phối hợp với công an các cái tỉnh thành giáp ranh như Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp. Coi như là sẽ là thông báo cho nhau về cái phương thức thủ đoạn của các cái loại đối tượng. Long An thì coi như cái địa hình sông nước rất là nhiều, do đó cũng tập trung coi như là đấu tranh kéo giảm tất cả các cái loại tội phạm mà hoạt động trên cái tuyến đường thủy nội địa. Tại Long An, những mô hình cánh tay nối dài của lực lượng công an ngày càng phát huy hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2020, gần 1.300 tin tố giác tội phạm được người dân cung cấp, trong đó có hơn 900 tin có giá trị, 424 vụ đã làm rõ, 583 đối tượng bị xử lý, 372 nhóm đối tượng tụ tập gây rối an ninh trật tự được giải tán. Thời gian này, tỉnh Long An đang tiến hành đại hội đảng các cấp, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2020, để đảm bảo an toàn an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp, công an Long An đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các phát sinh nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Phải tập trung tấn công mạnh vào các loại tội phạm, các băng nhóm, băng ổ nhóm, các loại tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn, tham mưu và giải quyết ổn định, dứt điểm các cái vụ việc phức tạp nổi lên, vì bảo vệ đại hội đảng lần thứ 11 trên địa bàn tỉnh Long An. Riêng đối với ba cái ngành là công an, quân sự và bộ đội biên phòng của tỉnh thì đã có cái ký kết cái quy chế phối hợp. Thì trong cái quy chế phối hợp này là có phối hợp về cái trao đổi thông tin,
phối hợp về cái tuần tra kiểm soát, phối hợp về cái xử lý các cái tình huống phức tạp gì nổi lên. Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội đại biểu tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, lực lượng công an các cấp xác định cùng với đẩy mạnh tấn công, truy quét tội phạm, Công an Long An tiếp tục tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên khắp các địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phạm tội nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Về vấn đề an ninh trật tự thì nói chung ở khu vực này rất là ổn định, và vào những ban đêm thì có rất là nhiều anh em của công an thị trấn cũng như là dân phòng đi thường xuyên tuần tra, thành ra không có trộm cắp hoặc là sự cố gì xảy ra. Công an thị trấn cũng bố trí là khoảng 5 đến 6 anh bảo vệ dân phố cùng với lực lượng công an có phối hợp với lực lượng bảo vệ cái dân quân thường trực của thị trấn. Thì ngoài cái tuần tra thì cũng có thường xuyên là công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, thì từ đó nhân dân thì có cái ý thức đó, phát hiện kịp thời cái cung cấp cái thông tin cái tội phạm cho công an. Để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an Long An cũng đã chủ động phân công lực lượng bám sát địa bàn, xuống cơ sở, đến từng hộ dân, nhất là các khu vực tập trung đông dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, tuyên truyền cho người dân thấy rõ tác hại và sự nguy hiểm của các loại tội phạm. Do vậy, ý thức phòng chống tội phạm của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Người dân đã phối hợp với công an thực hiện tốt các biện pháp phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Từ cái công tác vận động phong trào quần chúng và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân đã góp phần cho lực lượng công an trong công tác truy bắt các loại tội phạm. Để chuyển hóa các địa bàn phức tạp, Công an Long An đã thực hiện tốt phương châm 3 cùng, 4 bám để cùng với nhân dân kịp thời phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm ngay khi vừa mới manh nha tại cơ sở. Lực lượng được xem là cánh tay nối dài của công an cơ sở, đó chính là sự tham gia của người dân trong các mô hình phòng chống tội phạm. Phong trào này thực sự trở thành hạt nhân làm nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Đặc biệt là từ khi thực hiện đề án tăng cường công an chính quy về cơ sở, nhiều địa bàn đã từng là điểm nóng này được chuyển hóa. Thực hiện cái đề án đưa công an chính quy về cơ sở trên tất cả các địa bàn của xã trên địa bàn tỉnh Long An, thì cái yêu cầu đặt ra là phải làm như thế nào để thể hiện được hình ảnh của người công an chính quy, mà đặc biệt là công tác là tiếp nhận thông tin rồi chỉ đạo xử lý, công tác quản lý nắm địa bàn được chặt chẽ, thì từ đó là cái vai trò tham mưu của lực lượng này đối với cấp ủy chính quyền địa phương được kịp thời, thì từ đó cái tình hình nó được triển khai chủ động giải quyết có hiệu quả ngay từ cơ sở. Để trở thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất, lực lượng công an đã dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân với phương châm gần dân, bám sát cơ sở, giữ sạch địa bàn, quyết liệt thực hiện phương châm đảm bảo an ninh ngay từ cơ sở, tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội. Qua đó đã góp phần ổn định phát triển kinh tế địa phương ngày càng vững mạnh.